Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thời điểm này thì đang trời vừa mới hưởng nắng một chút cô bác, cho nên là cháu Lực sẽ tranh thủ đi vào thăm em Quân với lại ông bà thêm một chút để chia sẻ những cái thước phim và cái cuộc sống hàng ngày diễn ra của em Quân cùng với gia đình lên cho tất cả quý cô bác, anh chị là cùng biết. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào nhà của em Quân với lại bạn Hiệu một chút. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng có một người bạn đồng hành là bạn Hiệu của bác. Thành ra là bây giờ hai anh em đi đâu thì đều đi với nhau cả. Cái khoảng thời gian đầu mà cháu Lực vừa mới đi ấy, phải nói là một mình tự đi, có những lần mà vận chuyển những cái đồ mà cô bác anh chị gửi tới cho cháu Lực để đi tới cho những hoàn cảnh ấy, thì một mình có vẻ là vừa đi xong lại vừa ghi hình thì có vẻ rất là khó. Còn bây giờ thì cũng có được sự đồng hành của bạn Hiệu rồi, đi cùng thì hai anh em rất là vui mừng cô bác. Đấy, xung quanh nhà của em Quân thì bà con cũng đã gặt hết ruộng lúa của nhà mình rồi. Đấy, hôm nọ thì cháu Lực có bắt gặp em Quân là đi ra suối này, đi mò những con cua, bắt những con ốc về để đi bán, xong là lấy tiền để cất vào đấy khi nào mà gia đình mình cần dùng cái tiền, dùng đến tiền thì có thể là lấy giấy ra để dùng với cô bác. Phải nói là em Quân là một cái cậu bé mà rất là biết ra suy nghĩ luôn. Cái thửa ruộng này thì hình như là bà con chắc là gạt hết cái cỏ rác ra dùng xong rồi dùng để phơi thóc hay sao cô bác ạ. Ngày hôm nay thì cháu Lực với lại bạn Hiệu thì lấy xe để ở dưới kia và mấy anh em di chuyển lên đây thì một đoạn rất là gần cô bác. Mọi hôm thì cháu Lực lên từ trên đường khi xuống cô bác này. Ui, đàn gà này có vẻ đẻ rất là nhiều con này. Thế đây chứ là giao hơn á? Là gì nào củ bé á? Làm cái lắng lấy nữa bán đi hả? Muốn cơ lắng nó đâu? Đây cũng là một cái đám mộ này cô bác này. Có vẻ như là như kiểu một cái mỏ đất để nhoi lên thôi. Hầu như là cháu Lực nhìn thấy là ở xung quanh nhà em Quân này có rất là nhiều ngôi mộ ấy. Rồi, chỗ này thì cháu Lực cũng đã nhìn thấy là em Quân với ông bà ở nhà là dọn đi xong là để trồng lại cái lá khoai này cô bác này. Rong này. Thế đó này. Hả? Làng 3 này bác con. Quân về đây. Quân về đó này. Tiết thằng trả đây ra. Này không mua phò này à? Này không mua này à? Thì ông với bà thì ở nhà là đi lấy những cái
À, bó rau lợn này là có bác này, nhà em Quân thì hiện tại là có một con thôi cho nên là lấy cũng tương đối là ít. Cùng với đó đấy không? Cũng có chút đấy. Thì đằng sau ở nhà của em Quân thì hôm nọ em cũng hót một chút rồi cô bác. Xong là sáng hôm sau là mưa ấy, thành ra là em ấy không có lại hót được nữa. Bộ phải phải Quân thì tao là bỏ. Thì hiu em bỏ được ra thì hiu rồi đấy. Hả? Vừa rồi bà thì chia sẻ với cháu Lực rằng là em Quân thì đi đi gặt lúa rồi. Ở đây thì xung quanh nhà thì đã thì hầu như là nhà nào cũng gặt hết rồi. Chắc là đi xa mấy cái tê thằng chả ra không? Cái bao nào kìa? Vừa rồi thì em Quân cũng đi xuống ấy là đi gặt lúa của bác. Đấy, một tí nữa thì cháu Lực sẽ di chuyển đi xuống là xem này hôm nay em Quân đi gặt lúa ở tận đâu. Chắc là cũng rất là xa đấy. Bà vừa bảo với cháu Lực ấy, bây giờ thì một mình bà ở nhà thôi. Ông thì đi lấy cỏ rồi. Bé Hiếu thì đang đi học. Một tí nữa độ tầm 2-3 tiếng ấy, thì bà lại đi đón bé Hiếu rồi. Một cái đoạn đường mà bà đi đón bé Hiếu thì cũng đi rất là xa của bác. Sáng thì đưa đi, xong mà đến chiều tối tầm 3-4 giờ chiều thì bà đã lại đi đón rồi. Ủa chị nào? Tốt bên này. Đây, mỗi lần đi qua dưới gần ngôi mộ của bố em Quân là một cái cảm xúc mà nó không không thể diễn tả nổi các bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng bạn Hiệu sẽ di chuyển đi đi xuống cái kia để xem là hôm nay em Quân là đi làm thuê cho ai cô bác. Bà thì vừa nói với cháu Lực rằng là đi rất là xa đấy. Bây giờ ở bên nước đấm hết ra. Bố cứ nào đi na tới chơi, làm đi na tới chơi. Ê, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã đến cái chỗ mà em Quân đi đi gặt rồi cô bác. Cũng à. Ở đây thì hình như là nhà của bác này không biết là làm một cái lễ gì này của bác này. Đây vừa rồi thì cháu Lực cũng đã hỏi rồi là con trai thì có thể đi qua được nhưng mà nếu mà con gái thì không có đi qua được của bác. Chắc phải né né một chút. Đấy. Đấy cũng nhìn thấy là làm cái cầu này xong là một tấm vải. Ở đây thì hình như là cái lễ này là cái lễ mà gọi hồn hay là cái gì là cái lễ cái gì ấy các bác. Ôi ào đàn làng Quân được ăn đây rửa tay một tí đã. Quân thì đang hình như là đang gặt lúa dưới kia của bác. Vừa rồi thì cháu Lực có biết thông tin tìm hiểu được là Quân đang gặt ở dưới kia ở gần đây mà nhà to hết nhỉ. Ở đây hả? Đi ra đây. Hôm nay thì em Quân bảo là bà bảo không có ở nhà quá là đi xuống này để em ấy làm thuê sao ấy. Dưới kia thì các cô đang tuốt lúa này. Ở đây thì hình như là người ta không có cắt lúa ra để trải đâu quá. Con náo mày ơi, ao. Náo mày. Quân hôm nay thì thấy là em Quân là đi làm rất là xa đấy cô bác hôm nay ấy. Ở dưới trên nhà của em Quân thì
đã hết việc rồi, thành ra là bây giờ em phải di chuyển đi xa hơn. Ô, hiện nay hiện ế được này. Hiện nay hiện ế được này. Đấy, quần thì vẫn còn đeo cái đôi dép này này của bác này. Hôm nọ thì tưởng là mất rồi đấy. Đôi này thì bác Thảo Đỗ mua gửi từ bên nước ngoài ra thì rất là đắt đôi này. Không ai đeo dép vào à? Rồi anh chào Quân nhá. Con chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Làm này toát hết cả mồ hôi rồi nhỉ? Vâng ạ. Mình là bé là chuyên gia là buộc rơm này à? Vâng ạ. À? Lúc đấy có người gạt rồi thì không được gạt. Có người gạt à? Vâng ạ. Là đi hộ nhà cô trên kia à? Vâng ạ. Hay nói chuyện với các cô một chút rồi thì cháu Lực xé vòng lại nói chuyện với em Quân sâu quá. Con áo mê ba. À, ô, hôm giờ này thiếu bên áo mày. Không đâu chứ mà đâu. Ôi, có vẻ như là năm nay nhà cô này không có được mùa cho lắm này cô bác này. Hầu như là nó bị héo hết bông đi rồi. Ô, hóa ra, à khâu nè, khâu cho mày khâu nè nó. Có bao thai á? Vẫn này con lái nổ, ba nổ. Bác nổ. À xin lỗi bằng bác rồi nổ. Ba đi ra. Tú mẹ, tú con xôi hấn này. Ai vừa rồi thì các cô trêu bảo là có cho lúc cái bạn hiệu về thì sẽ nhanh hơn đúng không bác? À, nhưng mà hôm nay đi xuống thì năm nay thì có vẻ như là nhà của bác này không có được mùa cho lắm cô bác. Nhìn là những cái hạt thóc thì rất là thưa này cô bác này. Đấy, có một sợi bông thì chắc rơi vào tầm là 20 hạt thóc thôi. Và cô bác nhìn thấy rất là nhỏ. Lán mà đi hát khảo tụt lạc ế đấy bao. Quân thì hôm nay xuống đây từ mấy giờ? Em xuống sớm rồi ạ. Xuống sớm rồi à? Vâng ạ. Thế thì một tí mấy giờ thì lại được nghỉ? Gạt hết thì mới được nghỉ à? Vâng ạ. Hết chỗ này rồi đúng không? Vâng ạ. Ý trên nhà kia còn một ít nữa. Trên nhà kia à? Vâng ạ. Thế là hôm nay là đi một mình xuống này hay là đi với ai? Em đi một mình thôi ạ. Đi một mình à? Vâng ạ. Cái áo này thì có vẻ to quá không? Có ạ. Có à? Vâng ạ. Vừa. À. Năm sau nữa thì vừa. Năm sau à? Vâng ạ. À đây là có một cái bạn, bạn này thì bằng tuổi không? Có ạ. Bằng tuổi à? Vâng ạ. Còn đi học không? Ạ. Không đi học à? Ô thế là cũng bỏ học à? Hả? Học hết lớp 9 à? À học lớp 9 là không học nữa à? À học lớp 9 là ở nhà để làm đúng không? Cái nhà là ở đâu? À nhà đây à? À hôm nay Quân là đi ra nhà này để, bạn này để làm đúng không? Vâng ạ. Mũ đâu sao không đội vào? Mũ em sáng nay em tưởng không nắng thì em không mang về à. Sáng nay tưởng không nắng à? Vâng ạ. Đi bộ xuống à? Vâng ạ. Một cái chặng đường mà phải nói là đi cũng rất là xa cô bác ạ. Ở trên nhà thì ở trên nhà Quân thì người ta thu hoạch hết rồi nhỉ? Vâng ạ. Tối nay ăn cơm xong mới về hay là như nào? Không ạ. Không ăn cơm á? Vâng ạ. Thế thì một tí cùng anh về luôn nhỉ? Vâng ạ. Ê, vừa rồi thì cháu Lực đi qua nhà của bác thì bà mới bảo là em Quân xuống đây để đi gạt. Để đi gạt thuê xong là cháu Lực với em bạn Hiệu là sẽ là cũng là di chuyển ra đây luôn. Thế sáng nay thì có gạt đâu hay là chỉ nguyên buộc rơm này thôi? Có ạ, sáng nay gạt ạ. Sáng nay gạt được mấy thừa này xuống. À. Lúc đấy có ít cái liềm thì bọn em được ra đây buộc ạ. Buộc rơm ạ. Đội cái mũ này chung vào. Toát hết cả mồ hôi rồi. Đấy. Để kiếm được những cái đồng tiền mà về cho gia đình mình cô bác. Thì em Quân phải nói là hy sinh rất là nhiều. Hầu như là em ấy hy sinh bản thân mình để có được những đồng tiền về lo cho ông bà này, lo cho bé Hiếu. Đấy, dưới cái một ánh nắng mà đến tầm chiều như này thì mới còn nắng thôi các bác. Sáng nay thì còn trời còn âm u đấy. Ở trên nhà ba ông cháu thì phải nắng độ như này này các bác, nắng độ từ này từ 3 hôm thì mới vận chuyển vật liệu để đi vào.
Ở đây thì cũng có rất nhiều cô bác anh chị cũng có nói với cháu Lực rằng là mấy nữa nếu mà trên nhà của em Sử ấy có công việc gì thì gọi em Quân đi làm, thì cháu Lực sẽ sắp xếp nói với các anh thợ rằng là nếu mà có việc gì thì sẽ cho em Quân đi làm phụ xay để cho em ấy có được thêm những cái đồng tiền về lo cho gia đình. Hôm nay thì cháu Lực bắt gặp em ấy đi làm phải nói là rất là xa các bác. Từ trên kia đi xuống đây tầm bao nhiêu cây? Chắc cũng tầm 3-4 cây. 3 đến 4 cây à? Là vâng. Đi xuống dốc đúng không? Vâng ạ. Thế là tối nay về là mình phải lên dốc à? Vâng ạ. Tối nay thì không có kịp mà ăn cơm đúng không các bác? Nếu mà ăn cơm thì lại không có, lại lúc mà về thì lại tối. Tối nay mà nghỉ mà về tối có thì một mình đi có sợ không? Em không ạ. Không sợ đâu à? Vâng ạ. Đấy, một cái cậu bé mà năm nay mới 14 tuổi thôi nhưng mà phải nói là rất là bản lĩnh cô bác. Khi mà đi đâu làm xa về đến ban đêm thì không có sợ sệt gì cả. Đấy, một cái cậu bé mà phải nói là rất là nghị lực và rất là bản lĩnh á. Hôm nay đi làm cả ngày như này thì được bao nhiêu tiền? Em được 120 ạ. Được 120 à? Vâng ạ. Ồ, ở dưới này có vẻ lên giả cao hơn à? Vâng ạ. À, ở dưới này thì có vẻ là giả cao hơn cô bác. Một ngày 120, nhưng mà không phải là ngày nào mà ngày nào người ta cũng thuê gạt đâu. Có những ngày thì người ta đến cái vụ thóc của gia đình ấy, thành ra là cần thu hoạch luôn thì người ta mới giả cao. Lúc đấy thì mới có nhiều người hộ hơn.
Và để mà làm ra được những hạt thóc, những cái bao thóc mà về tới nhà thì phải nói là bà con ở trên vùng cao không bác phải lao động là rất là mệt nhọc thì mới có được những cái hạt thóc, những cái bao thóc về đến nhà của mình. Đấy, một vụ như này thì sẽ là cho cả năm là gia đình ăn. Ở đây là nhà anh trồng một vụ hay hai vụ anh? Trồng hai vụ à? Anh ở Xín Mần à? Anh ở Xín Mần đâu mới ra đây à? Ôi thì cũng đi xa nhỉ. Quần thì hôm nay cũng đi rất là xa luôn cô bác, cả đi cả về là sẽ rơi vào tầm 8 cây số. Mà 8 cây số xuống dốc thì có thể là em mới đi nhanh hơn, nhưng mà tối nay em mới về em mới sẽ phải là trèo lên dốc lên đồi cô bác, phải gọi là đi qua những cái cung đường mà đường tắt thì phải băng qua những cái ngọn nồi này, phải băng qua những cái mảnh đồi thì mới về tới nhà của mình. Quân thì đang vác trên mình những cái bó lúa, phải nói là rất là to các bác. Cháu Lực không biết là có nặng hay không, nhưng mà theo cháu Lực nhìn thấy là em mới vác bó mà to hơn cả người của mình luôn. Vác một bó này rơi vào tầm bao nhiêu cân hả Quân? Đi chắc là mười mấy cân ấy. Mười mấy cân à? Mười mấy cân mà em Quân thì được là cái giá người của em Quân thì được hơn 30 cân một chút thôi. Đấy, ở xung quanh nhà thì đã làm hết rồi và em ấy đi cô bác, ai bảo những công việc gì thì em ấy đều đi cả. Vừa làm thì cháu Lực sẽ vừa ghi hình và vừa nói chuyện với em Quân luôn. Qua một lúc cô bác, ở đây thì người dân trên vùng cao thì người ta rất là thân thiện, cho nên là mình nói chuyện với người ta, chỉ tiếc là các bác không biết nói tiếng Kinh thôi. Ông bà bác ở chiếu bố. Cái họ này ấy văn giảng bác chơi mê anh Trương như nó lung lung sao nó ờ văn giảng lung lung lán lấy chơi mê anh Trương đấy ờ hai lần nào làm bẹp bái ở đây chưa hả? Hai lần hòn khâu ạ. Hai lần hòn khâu vừa hòn lên chút khải. Vừa rồi thì cháu Lực nói chuyện với các bác chiều rằng là vừa làm thì vừa nói chuyện thì nó mới đỡ mệt được, vừa hát nữa. Quần thì đang quần này thì mặc áo của ai ấy? Đấy à, em mặc áo của anh lúc đấy. Của anh kia à? Vâng. Kia là anh hay là em? Là anh thôi ạ. À? Là anh à? Vâng. Thế làm như này thì tối được tiền luôn hay là như nào? Tối được tiền luôn ạ. Tiền luôn à? Ôi vâng. Trên này thì dính hết rồi đây này. Vâng. Đấy phải nói là bây giờ cái áo của em ấy cô bác ướt hết rồi ấy. Một giờ là nghỉ ăn trưa xong mấy tiếng lại làm tiếp. Hai giờ lại đi ạ. Hai giờ lại đi á? Vâng. Thế ai bảo với em mà em biết đi xuống tận đây để làm? Hôm trước là bác này đi chiến chợ lấy số, xong là gặp em xong là lấy số xong gọi. Số à? Vâng. À, như bác thì có biết về em không? Có. Có à? Vâng. Hôm nay bác chủ nhà thì đi đâu rồi? Ai là bác chủ nhà? Bác chủ nhà đang tuốt ở dưới kia. Bác chủ nhà đang tuốt à? Kia là bác gái à? Vâng. Thế còn là bác trai là đang ở nhà à? Vâng. Ở nhà thì cũng chuẩn bị là nấu cơm cho bác. Thì một tí nữa lại đến giờ nghỉ của ăn cơm rồi. Vâng. Làm như này thì có mệt không? Em được tiền thì em không mệt đâu. Được tiền là không mệt à? Vâng. Cứ nghĩ được tiền là không mệt à? Vâng. Trên khuôn mặt thì phải nói là toát cả mồ hôi rồi cô bác. Khi đi làm mà lao động được lấy được
những cái đồng tiền về thì phải nói là em cung em quân em ấy đổ rất là nhiều mồ hôi và những cái giọt nước mắt luôn. Thế tối nay thì mấy giờ thì nghỉ buổi tối ấy? Chắc là tầm 5 giờ. 5 giờ à? Thế 5 giờ nghỉ xong là đi về luôn à? Nhưng mà sao không ăn cơm mới về? Tí em về sớm còn về nhà còn cùng ông thái cỏ cho bò. Về sớm là cùng ông thái cỏ cho bò nữa à? Vừa sáng thì mấy giờ đi vào đây làm? Sáng em 5 giờ. 5 giờ đã phải ra đây làm rồi à? 5 giờ làm đến đến 5 giờ chiều là cũng gần là 12 tiếng, nghỉ ăn trưa 1 tiếng. Thế là còn làm là 11 tiếng thôi. Nhưng mà trong lúc mà mình vừa làm như này mình vừa nghỉ ngơi thì có được không? Có. Có à? Người ta vẫn cho mình nghỉ ngơi à? Thế là chú này vẫn thoải mái thôi nhỉ? Đấy, chỉ sợ là em làm quần quật thôi cô bác. Thế là tối là đưa tiền cho hay là khi nào mới đưa? Tối ạ. Tối là đưa tiền cho luôn à? Vừa rồi thì cái chỗ này thì em Quân cũng đã dọn xong hết rồi, xong là bây giờ nghỉ ngơi một chút. Bây giờ thì có phải đi làm thêm một công việc gì không? Hay là đi bục rơm thôi? Bây giờ là phải đi gạt à? Cùng mấy bác đi gạt. Cùng mấy bác đi gạt à? Là có cái liềm chưa? Chưa. Là gạt lại tận đâu? Trên kia nữa. Rồi, anh em mình cũng tranh thủ nói chuyện một lúc thôi thì lại tiếp tục là đi làm của bác, chứ không mà cùng em Quân nói chuyện lâu quá thì một tí người ta lại người ta không muốn nói nhưng mà người ta lại nghĩ xấu. Đây phải nói là ở trên vùng cao này của bác thì mấy hôm nay thì vừa nắng này, xong lại trời thời tiết nó vừa lạnh, cho nên là nãy cháu Lực với bạn Hiệu còn mặc áo khoác xuống. Nếu mà hai anh em mà lao động thì chắc chắn là sẽ toát hết cả mồ hôi ra luôn. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là bà con trồng cả đúa này các bác. Cái đúa này ăn rất là ngon. Cái đúa này thì hình như là người ta nấu chè hay sao ấy. Đây là đúa đen. Trên nhà của em ấy thì em cũng đã làm hết rồi. Bây giờ chỉ có là đi làm ở rất là xa này cô bác. Có vẻ như là hôm nay cái bác chủ nhà giả cho Quân cái mức tiền lương thì cũng khá là cao, tiền công khá là cao. Mới vào lắp à? Hả? Lấy chồng chưa? Năm nay được bao nhiêu tuổi? 15 tuổi à? 15 tuổi, thế là 3 năm nữa lấy chồng được rồi nhỉ? Lấy chồng nhỉ? À, ở trên vùng cao này thì các bạn gái mà lấy chồng các bác, cho nên là chiêu ít thôi, chiêu nhiều để tí chồng ra. Ấy ông bị tốt rồi đây. Tốt rồi tí một ngày của em Quân đi làm các bác phải nói là rất là vất vả. Đi làm thì cũng không có nghỉ ngơi một chút nào cả. Làm mà cũng rất là chăm chỉ, mặc dù là mình đi làm công cho người ta. Làm như này thì phải nói là cái bác chủ nhà cũng rất là kiểu thích cho lần sau mình còn là rất là thích lần sau gọi. Chứ không mà bây giờ mình đi làm mà lười thì đến lần sau thì lại người ta lại không có gọi nữa. Hôm nay mới bọp ta nữa. Hôm nay mới bọp ta nữa. Có vẻ như là ruộng lúa ở nhà Quân thì được mùa hơn nhỉ? Vâng ạ. Ở đây thì anh nhìn thấy là không có được mùa cho lắm. Vâng ạ. Đợi tí nữa em Quân nếu mà mấy anh em ở lại đến 5 giờ thì em Quân về luôn, thì ba anh em sẽ cùng về luôn. Cái quãng đường mà ba anh em mà về thì chắc chắn là phải là vừa lấy đẩy xe rồi. Thế nó dơ hả? Lúc phim mèo nổ. Đây lộ. Hôm nay là đi xuống làm nhà bác ở đây à? Vâng ạ.
Đi xuống thì bà có biết không? Có. Ông bà có biết không? Có. Sáng em nói với ông bà, em lấy cỏ để xong là em thái xong em mới về. Thái xong mới về à? Vâng. Thế là tối là về lại thèm thái thêm một lần nữa à? Vâng. Đấy, tranh thủ mà lúc mà đang em Quân đang nghỉ ngơi thì mà anh em sẽ ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Đấy, ở đây thì bây giờ hôm nọ thì em Quân cũng có ý định là muốn đi làm xa đấy, nhưng mà phải nói là bây giờ không có dám đi các bác, không có đi được ấy. Ông với bà thì ở nhà cũng sức khỏe rất là ốm yếu rồi. Nếu mà lăn ra ốm một cái thì đến lúc đấy không có biết cách nào để mà liên lạc cho em Quân để mà biết nữa. Còn là bé Hiếu thì bây giờ đều bà hôm nào bà cũng đều là đưa đi học cả. Cho nên là có những hôm thì bà đưa được đi học được, có những hôm thì không có đưa được đi học. Quân thì có bây giờ có đi xuống nhà bác này được không? Có. Có à? Để anh em mình đi xuống nhà bác một chút nè. Đấy, bây giờ thì cháu được công xế đi xuống nhà cái bác mà chủ đấy cô bác. Đi xuống thì nãy đi thì cũng chỉ có gặp bà bác gái thôi, nhưng mà chưa có gặp bác trai. Bác trai thì đang ở nhà là nấu cơm rồi. Nhà bác thì cháu Lực nhìn thấy là có cả quả sổ này cô bác. Không biết là ở dưới xuôi thì cô bác có biết là cái quả này không? Quả này thì ăn nó sẽ chua chua ngọt một chút. Đây rửa chân rửa tay đó. Xong rồi mới lên được nhà bác. Đây nhà bác thì không có hai nhà sao cô bác? Ở đây thì bác có bảo với cháu Lực rằng là cái chỗ nhà này là được ở bên nhà nước người ta hỗ trợ là 60 triệu sao ấy. Trước kia bác là thương binh. Hầu như là những ngôi nhà trên vùng cao thì đều hoàn toàn là làm bằng gỗ cả cô bác, nhà sàn ấy. Hỏi gì đấy mấy bác? Bác. Dừng tụ. Mấy tiếng ít khát đấy, tiếng bụng đi giăng lên chốt về đi mà vụ. Này này, sẽ là mở hộp bịch tơ nữa. Mà sẽ là cặp phải hộp mà. Bác à, nhà bác hôm nay gặt hết không ông? Gọi bằng ông ấy nhỉ? Bằng bác hay bằng ông nhỉ? Đúng ông à? Hôm nay thì cháu Lực với bạn Hiệu đi xuống là xem em Quân các bác thì cũng rất là bất ngờ khi mà gặp được bác chủ nhà rất là tốt bụng mà giả tiền công cho em Quân là khá là cao so với là những công việc mà Quân đi làm rồi đúng không? Đấy, phải nói là em Quân cũng rất là chăm chỉ của bác. Đi làm thì làm quần quật, mồ hôi toát ra rất là nhiều, vẫn không có ngừng nghỉ chút nào cả. Như bác này thì bác có chia sẻ với cháu Lực rằng là trước bác là làm bên cựu chiến binh hả bác? Vâng, ở bên chế độc da cam à. À là bác là bị chất độc da cam à? Bị chất độc da cam. Thế là bây giờ hàng tháng thì nhà nước vẫn giả tiền công cho mình à? Vâng, giả tiền là lương hưu cho mình hả bác? Vẫn giả. À có nghĩa là mình được ăn chế độ đúng không? Vâng. Bác nhà năm nay nhà bác được tầm bao nhiêu bao thóc? Tàu còn lấy đấm ảnh luôn, lấy từ đây khâu lấy đây chết để thích tay không nào. Thế thì cũng... tàu này đây coi như là đây tàu này thám phân không để phân nữa đây. Tôi ông tặng vân thằng cáo lên một tan giả của mèo. Đây cặp này thiệt hại nhất là của mèo, cái này dữ nhất đây. Coi như là giờ na tàu lên đây thích tay thích gì thích hạ tay lên. Mà ngạc tiền phát cho để thủ tay tạm thích khẩu. Thế như bác như bác là cũng biết là về hoàn cảnh của em Quân chứ bác, ngăn hoàn cảnh như mấy? Ngăn hoàn cảnh nào ấy mà.
Đi chợ cáo này hôm nay mà thì mình phu về đi chợ có như là nó ấy hát buồn lầm lo đi chợ phân đừng nói là hát được lầm lo đi chợ phân tàu biêu xấu lấu khủy đấy đi cá thảo nè thì nói à thảo nè bởi vì là xa lùm con đại lùm lấu dâm lùm con đại đi cá già mì thì nói cá bụt bị nhị bị mưa hạt nhị bị mưa hạt quá trời trời lúc khổ lắm là quý cáo này sổ đỏ đấy các vấn đề sổ đỏ cáo này sa bây giờ du học chín điểm u phong độ cả lắc hà lu hiện lại lăng nan chen lại đấy có thể vẫn đang dùng nữa có thể tụi này có thể vẫn đang mê có thể mê cái bột thai nên trường cáo này coi như là vô đủ kín cái thầu đủ kín chai để nấu bò ha đủ kín nhiên đấy thôi nên vo lại thế chỗ bây giờ dù đây đấy thì chú nỉ phải mưng hạt nên nỉ mưng hạt có bảo ông ăn thế đây sổ đỏ sổ lính trên đấy hàng tháng đấy thế nhưng đầy trên nó thế là như bác thì có biết là cái thời gian vừa nọ thì cháu cũng chia sẻ là hộ quân giả ngân hàng không buồn ăn đâu là cái khoản ngân hàng của nhà quân ấy thì là cháu cũng kêu gọi lên kênh và kêu gọi thì cũng hộ giả là 50 triệu hơn 50 triệu đấy, bây giờ thì phải nói là gia đình của Quân thì không có nợ khoản ngân hàng nữa đâu. Chỉ là Quân đi ra ngoài làm thêm xong là kiếm được những cái đồng tiền mà về lo được cho ông với bà với lại thêm bé Hiếu thôi. Ngày hôm nay thì xuống thì gặp bác, phải nói là bác cũng kể cho cháu được nghe thêm rất là nhiều về cái hoàn cảnh của em Quân đấy cô bác. Phải nói là từ nhỏ tới giờ thì Quân thì đều có một cái số phận mà gọi là rất là bất hạnh cả cô bác ạ. Đấy, Quân thì bây giờ nghỉ ngơi một chút thì một tí lại đi làm nhá. Vâng ạ. Đi làm hộ bác xong là đến tối thì về. Vâng ạ. Có khi thì chắc là anh đi về trước. Vâng ạ. Đấy, tí nữa mà điện thoại để cầm rồi đúng không? Vâng ạ. Xong thì có thể gọi điện cho anh để anh xuống đón cũng được. Vâng ạ. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được phép là kết thúc cái video ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị. Con kính chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Thank you.